Một mẫu nhà cấp 4 mái thái 3 phòng ngủ được thiết kế trên diện tích 11.5m ngang và 9.5m chiều dài, với phong cách mặt tiền tân cổ điển đơn giản hiện đại với gam màu tương phản cao. Hiện tại thì cũng cuối năm rồi, chuẩn bị chào đón năm mới. Các anh chị có ý định xây nhà đã tham khảo được mẫu nhà nào rồi? Chúng tôi vừa làm xong mẫu nhà này cho anh khách từ Vũng Tàu. Anh chị nào ý định làm nhà cấp 4 mái thái thì tham khảo ngay căn nhà này nhé. Xin mời cả nhà xem phần thiết kế mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền ngôi nhà được thiết kế 3 tầng mái trang trí, trong đó có một tầng mái vòm che khu vực sảnh chính vào căn nhà và một tầng mái chạy dọc theo chiều ngang căn nhà. Hệ cửa chính và cửa sổ được làm bằng gỗ và xin pha pano kính. Hệ cột vuông sảnh chính khỏe khoắn với gam màu trắng xen kẽ họa tiết kẻ chỉ đơn giản, chân cột ốp gạch giả đá cùng tông màu với bậc tam cấp. Có cửa sổ lấy sáng cho khu vực phòng khách, phòng ngủ. Phía phần mái đằng sau, chủ nhà đặt một nơi để tét nước. Đây là toàn bộ hệ mái cho căn nhà. Mái ngói màu xanh romantic với hình khối cân đối tôn vẻ đẹp cho công trình. Ngoài ra còn có một phần mái bê tông che khu vực hành lang phía trước nhà tạo điểm nhấn. Sàn nhà lát gạch men 800x800 màu sáng, anh chị có thể thay đổi lựa chọn theo ý của mình. Các phần tường mái chữ A được trang trí đơn giản với tông màu xám, kẻ chỉ rắn với các cửa sổ trang trí mang hơi nét tân cổ điển nhẹ nhàng. Chân tường ốp gạch giả đá xen kẽ, có bồn hoa tiểu cảnh ốp gạch hẻ để mang thêm không gian xanh cho ngôi nhà. Với những gia đình trẻ đặc biệt vùng nông thôn có diện tích đất thoải mái thì mẫu nhà này khá lý tưởng, vừa hiện đại, trẻ trung và chi phí cũng vừa phải anh chị nhé. Diện tích tầm 120m² chưa tính sảnh với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Xin mời anh chị xem lại toàn bộ thiết kế mặt tiền cho căn nhà cấp 4 nông thôn và sau đó xem tiếp phần phân tích công năng ngôi nhà này. Anh chị thấy hay xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhà Đẹp Kỳ Hôm. Để tải bản vẽ vui lòng xem dưới phần bình luận. Bây giờ, Kiến trúc Kỳ Hôm xin giới thiệu anh chị bộ bản vẽ kiến trúc đầy đủ chi tiết và phân tích công năng căn nhà cấp 4 mái thái này nhé. Đầu tiên là bản thống kê các bản vẽ sẽ có trong phần kiến trúc. Tiếp theo là bản chú thích các lớp cấu tạo, thành phần như khu vực nền sân, nền tầng trệt, nền nhà vệ sinh. Tiếp đến là mặt bằng kiến trúc tầng trệt công trình, mời anh chị cùng xem. Kích thước chiều ngang trục 1 đến trục 4 là 11.5m. Kích thước chiều sâu từ trục A đến trục D là 15m không tính sảnh. Như vậy diện tích xây dựng căn nhà tầm 110m² chưa tính sảnh anh chị nhé. Đây là hướng mặt tiền, bước 5 bậc tam cấp lên sảnh chính, và cửa chính là phòng khách và phòng thờ 30m², đặt bộ sofa tại đây. Phía bên phải là nhà bếp 11m², có cửa sổ thông thoáng phía trước. Khu vực sảnh chính nhìn thẳng vào là phòng thờ có hai cửa sổ lấy sáng hai bên. Phía bên trái là khu vực phòng ngủ và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh 3m², đây là phòng ngủ số 11m², đây là phòng ngủ số 26m², kê giường tủ, cả hai đều có cửa sổ các bên. Cuối cùng bên phải là phòng ngủ số 3 cũng 16m². Đây là bản vẽ mặt bằng kích thước xây tường tầng trệt. Và bản vẽ 3D phối cảnh tầng trệt. Từ đây, 5 bậc tam cấp vào sảnh chính, bước qua cửa chính vào phòng khách, ghế sofa, phía bên trong phòng thờ có cửa sổ. Khoảng trống này gia chủ sẽ đặt sạp gỗ hoặc bàn, lúc có tiệc dỗ của gia đình thuận tiện cúng kiến. Đây là khu vực nhà bếp. Cửa sổ phía trước hành lang, còn có bồn hoa tiểu cảnh phía trước. Đây là vị trí nhà vệ sinh. Đây là 3 phòng ngủ, phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 đều có cửa sổ lấy sáng. Đây là toàn bộ công năng sử dụng của ngôi nhà này. Bản vẽ 3D của Kỳ Hôm giúp chủ nhà hình dung rõ hơn căn nhà tương lai của mình. Tiếp theo là mặt bằng kích thước xây tường tầng gác mái có 3D phối cảnh kèm theo. Trên mái thì gia chủ đặt vị trí này làm đặt tét nước. Bản vẽ kích thước dìm mái 3D phối cảnh bê tông dìm mái. Mặt bằng bố trí hệ xà gồ 3D phối cảnh hệ xà gồ. Đây là hệ mái của công trình. Phần tiếp theo là chi tiết kích thước các mặt đứng của công trình với phối cảnh. Đây là kích thước mặt tiền của ngôi nhà, nổi bật hệ ba mái, với trang trí tường chữ A, có cửa sổ trang trí mang phong cách tân cổ điển, với đường chỉ đơn giản nhưng bắt mắt. Đây là phối cảnh 3D mặt tiền, phía dưới có kèm hình ảnh phối cảnh cho gia chủ. Đây là mặt đứng phía sau ngôi nhà. Phối cảnh 3D mặt sau. Bản vẽ mặt đứng bên hông trái căn nhà, 3D phối cảnh mặt bên kèm với hình ảnh render. Bản vẽ mặt đứng bên hông phải.
3D phối cảnh mặt bên hông phải. Tiếp theo là bản vẽ mặt cắt bên trong của ngôi nhà. Đây là mặt cắt AA. 3D phối cảnh mặt cắt AA. Đây là mặt cắt BB. 3D phối cảnh mặt cắt BB. Đây là mặt cắt CC. Khu vực bếp ăn và phòng ngủ số 3. Mặt cắt DD và 3D phối cảnh mặt cắt DD. Tiếp theo là bản vẽ mặt bằng lát gạch của tầng trệt. Đây là bản vẽ chi tiết cửa đi cửa sổ của ngôi nhà. Chi tiết trang trí tường thu hồi. Bản vẽ chi tiết cột. Chi tiết phần mái chữ A. Và cuối cùng là chi tiết các vòm cửa, phào trí trang trí. Trên đây là toàn bộ phần bản vẽ kiến trúc của ngôi nhà. Các bạn có thể tham khảo tải bản vẽ ở phía bên dưới phần bình luận. Mỗi sản phẩm đều là tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ nhà đẹp Kỳ Hôm trong quá trình phân tích anh chị. Nếu có câu hỏi hãy để lại bình luận của anh chị nhé. Nếu thấy hay hữu ích, anh chị nhấn like hay đăng ký kênh ủng hộ nhà đẹp Kỳ Hôm. Xin chào cả nhà nhé.